Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cho đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Đắk Cờ Rông. Sau khi nghe tóm tắt tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2015, kết quả kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 6, đa số cử tri huyện Đắk Cờ Rông bày tỏ phấn khởi trước những thành tựu đạt được và đồng tình với những chỉ tiêu giải pháp đề ra nhằm thực hiện có hiệu quả trong năm 2016. Cử tri cũng đã đề xuất những vấn đề như đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 chưa đem lại hiệu quả, chưa giải quyết được việc làm cho người lao động nông thôn. Tuy đã xây dựng hệ thống điện ở các thôn của xã Đắk Cờ Rông, nhưng vẫn còn nhiều hộ dân ở thôn Sa Lăng, Pa Ra Tần, Khe Ngài chưa có điện. Tình trạng mất an toàn giao thông và tai nạn giao thông, trộm cắp tài sản thường xuyên xảy ra, người dân thiếu nước sạch sinh hoạt, tình trạng giáo viên ở các khu vực lẻ sử dụng điện thoại trong giờ lên lớp. Cần có trả lời xác đáng về tình trạng học sinh cử tuyển ra trường không có việc làm. Sau khi nghe các ý kiến đề xuất của cử tri, thay mặt đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Chính đã trả lời những vấn đề liên quan và tiếp thu ý kiến của cử tri trình lên kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới. Cũng hôm qua, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Đoan, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi giao ban. Quảng Trị là một trong 10 địa phương của cả nước thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 7 huyện và 13 phường không tổ chức Hội đồng nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, tình hình tổ chức Hội đồng nhân dân các cấp cơ bản ổn định, các tổ đại biểu thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình. Với việc tổ chức các kỳ họp theo luật định đã góp phần giải quyết dứt điểm những vụ việc đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Tại các kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã nghiên cứu, thảo luận và quyết định những chủ trương, những biện pháp cơ bản phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng được nâng lên. Qua đó cho thấy trách nhiệm của đại biểu và cơ quan chuyên môn trước nhân dân ngày càng được phát huy. Cũng trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân các cấp đã tổ chức trên 2.000 đoàn giám sát, đưa ra gần 4.000 kiến nghị và hơn 91% kiến nghị đó đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp vẫn còn những hạn chế nhất định. Do không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện nên việc chỉ đạo hướng dẫn hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã thiếu kịp thời, chưa sâu sát với địa phương. Chất lượng một số kỳ họp ở một số xã chưa cao. Về nhiệm vụ trong năm 2016 được Hội đồng nhân dân các cấp xác định là tổng ra soát đánh giá hiệu lực hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Nhân dịp này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2011-2016. Sáng nay tại thành phố Đông Hà, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ giám sát nhân dân thuộc dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mekong trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư. Tham dự có đồng chí Hoàng Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội nghị đã thảo luận các vấn đề quan trọng có tính chất quyết định thắng lợi công tác đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư, trong đó tập trung giới thiệu tổng quan về dự án và những thuận lợi thách thức trong công tác giải phóng mặt bằng tái định cư trong khuôn khổ hoạt động dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mekong tỉnh Quảng Trị. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các vấn đề về chính sách của ADB trong công tác giải phóng mặt bằng tái định cư, sự khác biệt và những nét tương đồng. Nội dung chức năng nhiệm vụ của tổ giám sát nhân dân, nghiệp vụ kỹ năng giám sát của tổ giám sát nhân dân. Mục đích là trang bị cho đội ngũ cán bộ các cấp những kiến thức cơ bản, giải quyết các vấn đề khi tham gia các hoạt động liên quan đến dự án, đặc biệt là trang bị nội dung kỹ năng thực hiện giám sát cho tổ giám sát nhân dân trong công tác kiểm kê thiệt hại và đền bù giải phóng mặt bằng. Sáng nay, Ban Vận động Hoa Dâng Mộ Liệt Sĩ tỉnh đã tổ chức thay hoa trên các phần mộ liệt sĩ tại hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Đường Chính với mong muốn Tết đến xuân về, trên phần mộ của các anh hùng liệt sĩ sẽ ấm áp hơn. Từ cuộc vận động Hoa Dâng Mộ Liệt Sĩ do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu Chiến binh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức bắt đầu từ cuối năm 2014. Toàn bộ các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ ở 72 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được gắn bình và hoa.
Qua hơn một năm, đến nay ban vận động quyết định tổ chức thay lại hoa mới. Trong ngày hôm nay, đông đảo lực lượng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, lực lượng đoàn viên thanh niên và tuổi trẻ công an trên địa bàn đã đến thay hoa tại hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia. Chúng tôi đã cử lực lượng cán bộ chiến sĩ cùng tham gia với địa phương, và cán bộ chiến sĩ được cử tham gia thì cũng phát huy tinh thần trách nhiệm rất cao và cũng xác định đây là vinh dự trách nhiệm của tuổi trẻ đơn vị chúng tôi, và chúng tôi đã làm với một tinh thần là trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tốt, góp phần chung trong cái đợt hoa dâng mộ liệt sĩ tại nghĩa trang Trường Sơn. Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của ban vận động hoa dâng mộ liệt sĩ, thì ban thường vụ tỉnh đoàn cũng đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tổ chức các lực lượng thanh niên tham gia thay hoa tại 72 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua cái hoạt động này thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên hưởng ứng tích cực và có hiệu quả đối với chương trình này. Ban thường vụ tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cái huyện thị trên đoàn cũng như là về triển khai về tận cơ sở kế hoạch này, và để đảm bảo thực hiện tốt cái kế hoạch này trước Tết Nguyên đán trên địa bàn toàn tỉnh. Sau hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín và Trường Sơn, ban vận động hoa dâng mộ liệt sĩ cấp huyện cũng sẽ tiến hành thay hoa ở tất cả các nghĩa trang liệt sĩ ở các địa phương và hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bình Thân. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đến ngày 15 tháng 1, huyện Triệu Phong đã gieo xạ xong diện tích lúa ở nhiều địa phương đang phát triển xanh tốt. Tuy nhiên hiện nay, tại xã Triều Sơn có khoảng 40 ha diện tích tại nhiều vùng khác nhau chưa thể gieo xạ do tình trạng ngập nước kéo dài. Vấn đề này đang khiến cho hàng chục hộ dân và chính quyền địa phương hết sức lo lắng. Vùng đồi thuộc hợp tác xã An Phủ, xã Triều Sơn, huyện Triều Phong rộng khoảng 8 ha. Theo phản ánh của người dân, dự kiến vùng này sẽ gieo đà đầu để vụ hè thu sản xuất sớm tránh lũ đầu vụ. Tuy nhiên, do hệ thống thoát nước từ kênh Sùm về tài lương ếch tắc khiến cho vùng này bị ngập nước nghiêm trọng. Cái cánh đồng chúng tôi đây là chưa là phân chuẩn bị rồi, giống chuẩn bị sàn trên nhà rồi mà chưa không bao giờ gieo được hết, chứ mong mỏi rằng mà cái nước này mình đang mà khô được thôi, còn chứ chúng tôi làm là muộn, là quá vụ trại là dân chúng tôi làm được, mà dân chúng tôi sống với đồng ruộng thôi. Chúng tôi là phải huy động toàn bộ nguồn lực và chuẩn bị máy bơm, và nhưng không khắc phục được vì do nó quá lớn, một cứ một năm như thế là tốn là coi 5-7 triệu tiền dầu đó, và đến khi mà thời vụ mà gieo rồi á vẫn mưa, mưa xong lút ngập, chúng tôi phải là hút ra và gieo lại, nên tốn biết bao nhiêu phân về giống cho xã viên. Chính quyền địa phương cho biết do hệ thống kênh thoát không đảm bảo nên hiện nay toàn xã có khoảng 40 ha vẫn đang trong tình trạng ngập úng, tập trung ở các vùng An Phú, An Lưu, Phương Sơn, Thường Trạch. Trong sản xuất nông nghiệp, vấn đề gieo cấy đảm bảo khung lịch thời vụ có vai trò hết sức quan trọng, không chỉ tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa mà còn ảnh hưởng đến khung lịch thời vụ vụ hè thu, gây thiệt hại do lũ đầu vụ. Ban xã thường xuyên đề xuất kiến nghị với cấp trên qua các cuộc tiếp xúc cử tri của Hội đồng Nhân dân xã, đoàn đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị, nhưng mà đến nay cũng là chưa có cái giải pháp để mà khắc phục cái tình trạng này. Thì cũng với cái mong muốn thì cấp trên quan tâm hỗ trợ để khắc phục cái hiện tượng ngập úng này sớm để bà con chủ động trong khâu sản xuất. Hiện nay thời tiết tương đối thuận lợi nên cây lúa đang phát triển tốt. Đối với cả vùng bị ngập úng trên địa bàn xã Triều Sơn, người dân đang trông chờ một giải pháp hiệu quả để đảm bảo sản xuất không chỉ vụ đông xuân mà cho cả những vụ mùa sau. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 4 năm thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020, đã có rất nhiều xã ở huyện Hướng Hóa được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Điều này đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao vai trò và tầm quan trọng của y tế xã, góp phần tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Nằm ở trung tâm của huyện Hướng Hóa, Tân Long là xã đầu tiên được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế từ năm 2013. Sau khi được công nhận đạt chuẩn, trạm y tế xã Tân Long đã được đầu tư các trang thiết bị, máy móc hiện đại như máy siêu âm, máy đo đường huyết, đo điện tim và máy lọc sinh hóa nước tiểu, phục vụ tốt nhất cho công tác chăm sóc sức khỏe của người dân tại địa phương.
Cùng với sự làm việc tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, trung bình một tháng, trạm y tế xã Tân Long đón khoảng 400 bệnh nhân đến khám và chữa bệnh. Để duy trì chúng, thì xã cũng tham trạm y tế xã cũng tham mưu cho ủy ban là xây dựng cơ sở vật chất giống như sân sửa trạm. Còn ở dưới bên kia là ở dưới trung tâm y tế huyện thì cũng tăng cường cái khả năng kỹ năng cho nhân viên là cho đi tập huấn chăm sóc sức khỏe sinh sản tất khi nào có cái chương trình là sẽ tập huấn. Do đó là công tác duy trì chúng là luôn luôn được đánh giá cao. Là một xã nằm ở vùng bản của huyện Hướng Hóa với gần 3.300 nhân khẩu, trong đó trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Xã Thuần cũng đã được công nhận là xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2014. Trạm được xây mới 2 tầng với 10 phòng khang trang sạch đẹp và các trang thiết bị y tế khác. Trước đây, trạm y tế xã với trang thiết bị nghèo nàn và thiếu thốn nên không đủ điều kiện để khám, chữa bệnh cho bà con. Từ khi được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con trong xã được nâng cao hơn. Tôi thấy từ ngày xã Thuần được công nhận là xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, thì bản thân tôi thấy yên tâm hơn khi đến khám và chữa bệnh tại trạm. Chúng tôi nhận thấy rằng là cái sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân tất cả các xã thị trấn mà đăng ký đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã thì làm rất tốt. Họ đã đầu tư hỗ trợ cho công tác duy tu, bảo dưỡng và các cái công việc mà liên quan tới hoạt động của các ban ngành đoàn thể ở trên địa bàn huyện Hướng Hóa đấy. Thì cái mà khó nhất đấy đó là về mặt mà tỷ lệ phát triển dân số và tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em. Và thứ ba đó là cái tỷ lệ mà sử dụng nước sạch và tỷ lệ hộ gia đình mà có hộ chiếu vệ sinh. Hiện nay toàn huyện Hướng Hóa đã có 15 trên 22 xã được công nhận là xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, góp phần làm cho bộ mặt y tế huyện nhà có nhiều khởi sắc. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh và hội nghị người lao động năm 2016. Năm 2015, vượt qua những khó khăn chung của nền kinh tế, Vietinbank Quảng Trị đã đạt được một số kết quả khá tích cực. Nguồn vốn huy động đạt 1.559 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm. Tổng dư nợ cho vay và đầu tư của chi nhánh đạt 2.515 tỷ đồng, tăng 551 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó dư nợ cho vay 2.315 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch. Ngoài việc phát triển khách hàng mới, tăng trưởng dư nợ, chi nhánh đã chủ trong công tác đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay, thường xuyên ra soát, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng, làm tốt công tác quản lý nợ. Hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể cũng được chú trọng. Lợi nhuận năm 2015 của chi nhánh đạt 70,8% kế hoạch năm, ổn định thu nhập cho người lao động. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh năm 2016, Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ nhân viên đã thẳng thắn trao đổi trên tinh thần đoàn kết, ghi nhận những mặt được và chưa được trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2015, để từ đó xây dựng các giải pháp, biện pháp thực hiện cho mục tiêu năm 2016. Theo đó, chi nhánh cần tiếp tục mở rộng địa bàn, huy động vốn, chuyển đổi mô hình bán lẻ giai đoạn 3, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ ngân hàng điện tử, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thị phần các phòng giao dịch, phấn đấu chi nhánh đạt quy mô 5.000 tỷ vào năm 2016. Sáng nay tại nhà thi đấu đa năng thuộc khu Liên hiệp Thể dục Thể thao Quảng Trị, thành phố Đông Hà tổ chức khai mạc Hội khỏe phụ đồng thành phố lần thứ 17 năm 2016. Hội khỏe phụ đồng năm 2016 ở thành phố Đông Hà thu hút sự tham gia của 1.500 vận động viên đến từ 25 đoàn thuộc các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Tại hội khỏe lần này, các vận động viên đua tài ở 8 môn thi đấu gồm bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, bơi lội, cầu lông, bóng bàn, đá cầu và đẩy gậy. Trước đó ngày 5 tháng 1, ban tổ chức đã tiến hành tổ chức và hoàn thành thi đấu 5 môn. Hội khỏe phụ đồng là đỉnh cao của phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các trường học, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thi đấu thể thao của các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở, nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện trong nhà trường, xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tác phong nhanh nhẹn, khéo léo, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách học sinh. Thông qua hội khỏe nhằm phát hiện những vận động viên xuất sắc để tham gia hội khỏe phụ đồng của tỉnh trong thời gian tới.
đồng thời ghi nhận những thành tích mới của các vận động viên, biểu dương phong trào khỏe để lao động và học tập tốt ở các trường học, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh giàu đẹp. Ngay sau lễ khai mạc, các trận thi đấu ở bộ môn đá cầu và bơi lội được diễn ra với sự tham gia cổ vũ của đông đảo thầy cô giáo và học sinh trên địa bàn. Chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.